Chào mừng tất cả các con đến với khóa học tiếng Việt lớp 1 của trang web olm.vn. Các con thân mến, trong tiết học kể chuyện ngày hôm nay, cô có một câu chuyện rất là thú vị muốn kể với chúng mình. Câu chuyện có tên Đi tìm vần êm. Trước khi nghe kể chuyện, các con hãy chú ý lắng nghe, cô giới thiệu các nhân vật có trong câu chuyện này nhân vật chính trong câu chuyện này đó chính là bạn tết mẹ bạn tết bà ngoại của bạn tết và cô giáo cùng với tất cả các bạn ở trong lớp của bạn tết cô cho mình cùng nhau lắng nghe nội dung của câu chuyện qua phần nghe kể chuyện đi tìm vần êm hôm nay lớp của tết học vần am Cô giáo cho các tổ thi tìm các tiếng có chứa vần am. Các bạn thi nhau phát biểu. Bạn thi nói: xe lam. Bạn nói: bị cám. Bạn lại nói: đám dỗ. Cô ghi lên bảng mãi không hết. Hết giờ, cô bảo: ngày mai học vần em, các em chuẩn bị nhé tổ nào cũng hẹn nhau về nhà tìm thật nhiều tiếng mới. Về đến nhà, Tết chạy ngay ra vườn tìm bà ngoại. Bà đang hái trầu. Tết nói, ngoại ơi, ngoại tìm cho con một tiếng có vân êm. Bà ngoại bảo, tên trầu được không? Tết cảm ơn bà rồi chạy vào bếp. Má đang nấu cơm. Tết dục má nghĩ cho con một tiếng có vần êm đi má cười đêm trăng êm đềm tết phụng phịu mấy tiếng ấy sách của con có rồi má bảo thế thì hai má con lên coi sách của ba xem có chữ gì mới không thế rồi má cùng tết lên phòng làm việc của ba má cầm cuốn sách chưa kịp mở thì xèo. Từ bếp bốc lên một mùi thơm nức. Má buông sách chạy xuống bếp, vừa chạy vừa nói, mắm nem, mắm nem. Tết cảm ơn má, thầm cảm ơn cả nồi mắm kho vừa trào ra, có tiếng thơm nức kia. Cô trò mình sẽ cùng nhau tìm hiểu nội dung của câu chuyện này qua phần trả lời câu hỏi và câu hỏi đầu tiên của cô như sau hôm nay lớp tết học vần gì các con trả lời rất chính xác hôm nay lớp của bạn tết học vần am cô giáo cho các tổ làm gì chính xác cô giáo cho các tổ thì tìm tiếng có chứa vần am vậy các bạn phát biểu thế nào chính xác rồi các bạn phát biểu rất hăng hái cô giáo ghi bảng bãi không hết khi hết giờ học cô dặn ngày mai học vần gì chính xác cô dặn ngày mai học vần êm vậy các tổ hẹn nhau về nhà làm gì nhỉ các con trả lời rất tốt các tổ hẹn nhau về nhà tìm thật nhiều tiếng có vần êm về nhà tết chạy ra vườn tìm bà ngoại làm gì vậy chính xác về nhà tết chạy ra vườn tìm bà ngoại xin bà tìm cho một tiếng có chứa vân em bà tìm ra tiếng gì nhỉ chính xác rồi bà tìm ra tiếng tên trong từ tên trâu sau đó tết vào bếp tìm ai chính xác sau đó, Tết vào bếp tìm má đang làm bếp. Và kết quả như thế nào? Chính xác, Tết xin má cho một tiếng có vần êm. Má cho các tiếng đêm trăng êm đêm. Nhưng Tết nói mấy tiếng ấy trong sách có rồi. Tiếp theo, các con hãy cho cô biết Hai má con lên phòng của ba làm gì thế? Chính xác! Hai má con lên phòng của ba để tìm tiếng mới có chứa vân êm trong sách của bà đấy. Chuyện gì xảy ra giúp má tìm được vân êm? Chính xác rồi, nồi mắm kho thơm nức bốc lên từ dưới bếp giúp má tìm được tiếng có chứa vần êm đó chính là mắm nêm vừa rồi cô và các con đã cùng nhau tìm hiểu nội dung của câu chuyện đi tìm vần êm rồi đấy các con hãy cho cô biết câu chuyện cho thấy bạn tết là học sinh thế nào chính xác câu chuyện cho chúng ta thấy rằng bạn tết rất chăm học và mọi người trong gia đình giúp đỡ tết ra sao rất tốt mọi người ai cũng nhiệt tình hào hứng giúp đỡ tết phải không nào các con thân mến qua câu chuyện vừa rồi chúng ta thấy bạn tết là một bạn nhỏ vô cùng chăm chỉ học hành việc học rất vui và gia đình ai cũng sẵn sàng vui vẻ giúp đỡ tết bạn tết chính là một tấm gương cho chúng mình nói theo đấy và tiết kể chuyện của cô đến đây là kết thúc rồi cảm ơn tất cả các con đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại các con trong các bài giảng tiếp theo nhé